Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Kim Luyến đây. Thì cũng như mọi lần clip trước thì Luyến cũng sẽ tiếp tục review và cập nhật giá xe mới nhất ha. Thì trong clip này Luyến sẽ review và cập nhật giá xe của Vario ha. Thì hôm nay là cũng là một ngày vui luôn. Thì Vario là 125 hiện tại đang được giảm giá. Khi mà mọi người tới cửa hàng á, và đặc biệt chương trình thứ hai nữa là tới cửa hàng trong tháng 6 này ha, đọc ngay mật mã tới gặp Kim Luyến hoặc là có liên hệ trước với Luyến sẽ được hỗ trợ đến 2 triệu đồng ha. Và số điện thoại của Kim Luyến là 0905 299 064, và số điện thoại này có sử dụng Zalo chính chủ luôn ha. Địa chỉ cửa hàng của Kim Luyến là cửa hàng xe máy 7 Vinh ở đường NE8, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì Luyến sẽ đi vào review và cập nhật giá xe của dòng xe Vario 125 tổng hợp 125, 150 cũng như 160 luôn ha. Thì hiện tại cửa hàng Kim Luyến là còn một số mẫu zin như là màu đen nhám này, màu xanh nhám này, màu trắng nhám, màu đỏ bóng và màu đen bóng nữa. Có nhiều anh chị thắc mắc là tại sao là nay cửa hàng độ sơn lên nhiều lắm. Tại vì Luyến cảm thấy trong năm nay thì có những anh chị em á có nhiều mẫu mã tìm kiếm rất là nhiều mẫu đẹp luôn, nên là cửa hàng Kim Luyến vẫn để màu zin để mọi người có thể lựa chọn màu zin. Rồi cửa hàng sẽ sơn độ lên màu theo yêu cầu của mọi người ha. Đối với những em xe màu zin thì hiện tại cửa hàng Kim Luyến đang bán với giá là 51 triệu ta đối với màu đỏ bóng và đen bóng. 51 triệu và trả trước từ 4 triệu thôi là đã có thể sở hữu ngay về một em Vario màu đen bóng hoặc đỏ bóng rồi. Trả trước 4 triệu. Còn đối với em Vario 125 màu xanh nhám này, màu đen nhám, màu trắng nhám là những em là chìa khóa có 3 giây. Đối với em chìa khóa có 3 giây thì mất hơn 2 triệu thôi là 53 triệu thôi. Trả trước từ 5 triệu đã có thể sở hữu ngay về một em Vario 125 chìa khóa có 3 giây rồi. Và hiện tại cửa hàng Kim Luyến có nhận sơn độ theo mà yêu cầu khách hàng ha. Ví dụ mọi người thích sơn màu gì, thích độ màu gì, cộng cho Kim Luyến thêm 1.500.000 thôi ha. Từ 1.500.000 mà đã có thể sở hữu ngay về một màu sơn mình yêu thích ha. Màu sơn chính hãng được bảo hành từ 3 đến 5 năm luôn cho mọi người ha. Mọi người thích sơn màu gì cũng được, mọi người có gửi qua Zalo hoặc số điện thoại của Kim Luyến, Kim Luyến sẽ nhận sơn độ màu lên cho mọi người. Ngoài những em xe Vario 125 ra thì hiện tại cửa hàng còn Vario 150. Thì 150 thì chỉ còn màu sơn thôi mọi người nha. Ví dụ mọi người thích sơn màu gì á thì mọi người cứ gửi qua cho Kim Luyến. Đối với em Vario 150 màu sơn thì cửa hàng bán với giá là 70 triệu thôi. 70 triệu đã có thể sở hữu ngay về một em Vario 150 rồi. Còn giá xe Luyến báo cũng chưa bao gồm giấy tờ biển số ha. Mọi người ở huyện nào, tỉnh nào thì vui lòng kết bạn qua Zalo hoặc nhắn tin cho Luyến, Luyến sẽ báo giá cụ thể và giấy tờ biển số cho mọi người luôn. Còn đối với em Vario 160 ha, hiện tại cửa hàng đang về được sáng nay là về được 3 em Vario 160. Màu zin là màu đen bóng này. Có một số màu 150 màu bóng, 160 màu bóng. Tất cả là zin ha, 3 em zin luôn cho mọi người tham khảo này. Đối với em Vario 160 hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 53 triệu rưỡi thôi ha. 53 triệu rưỡi mà trả trước từ 4 triệu mà đã có thể sở hữu ngay về một em Vario 160 rồi. Trả trước 4 triệu và giá chỉ có 53 triệu là đã có thể sở hữu về Vario 160 rồi. Ngoài những em màu zin ra thì cửa hàng có sơn độ lên một em màu trắng này, trắng bóng cho mọi người cùng tham khảo này. Đối với em trắng bóng này thì cần cộng thêm cho Kim Luyến là 2 triệu thôi, là 55 triệu rưỡi. Trả trước 6 triệu và đã có thể sở hữu ngay về một em Vario 160 màu sơn rồi. Ngoài những em này, khi mọi người thích những màu gì như màu xanh này, màu vàng, màu tím, màu đỏ, cứ gửi hình qua Zalo cho Luyến, Luyến sẽ nhận sơn độ 2 đến 3 hôm mà đã có một màu mình yêu thích rồi. Và đặc biệt á, khi mọi người ở tỉnh xa tới hoặc là ở gần cũng vậy luôn, tới cửa hàng đọc ngay mật mã tới cặp Kim Luyến là để được hỗ trợ lên tới 2 triệu đồng tiền xăng xe cũng như là hỗ trợ có lãi suất ưu đãi cũng như về giấy tờ hồ sơ. Còn về hồ sơ trả góp thì chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi. Mọi người muốn biết giấy tờ mình như thế nào thì vui lòng kết bạn qua số điện thoại và Zalo của Luyến 0905 299 064, Luyến sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về giấy tờ biển số của Kim Luyến trong cửa hàng Kim Luyến luôn ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho Luyến xin một like và một share nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.